can đông thì nó sẽ không bị nhiễu. Còn volume mình có thể tính chỉnh ở đây. Đây thấy không, đánh rung hết. Nói chung là này con này lực lắm, đánh rất lực luôn. Đấy, ngoài ra thì nếu mà đấu với âm ly ấy, nếu mà đấu âm ly thì anh qua thì có thể đấu qua đây được. Đấy, đấu qua đây. Và đấu với cục đẩy thì anh có thể là cắm đầu ra cục đẩy cắm ở đây. Nhưng mà anh lại chạy ở trên vang xuống. Vâng, trên vang xuống thì anh cắm ở đây. Hoặc là anh cắm ở đây, đang đâu.